bỏ ăn đất đau bi thần hằng thể hạn hồng sắc xanh lòng hiện ra còn lạc trai đi chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Dạ, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú sẽ giới thiệu đến quý vị là một cháu bé Mai Khả Vi, quý vị nhỏ xíu vậy thôi mà mới có 3 tháng rưỡi thôi là đã biết nói chuyện rồi. Nhưng mà đặc biệt một điều, hôm nay Châu Phú gặp cháu bé đó là đang quay anh Thiện Nghĩa đọc những cái mẫu chuyện bên thầy của cậu Hai Thanh Sĩ của Đức Phật thầy Tây An chung với chú Ba Bình Dân. Thì nghe cháu bé Mai Khả Vi này ở trong là đọc 10 điều khuyến tu làm hai Châu Phú bỏ ba lô chạy đi tìm cháu bé giết luôn, giật mình, giật mình, và đọc những cái bài chú bằng tiếng Phạn luôn của chú Đại Bi của mẹ Quan Âm, cũng rất là đặc biệt rồi. Thì chào Huynh Nghĩa, chào Huynh Hoa nhé. Bây giờ Huynh Nghĩa nhìn thấy cháu bé này đón khoảng mấy tuổi nè? Cái này nếu mình nghĩ là chắc cũng khoảng 3 tuổi. 3 tuổi hả? À? Con mấy tuổi rồi con? Chào con. Con 4 tuổi, con tên gì? Con giới thiệu coi. Mai Khả Vi ha. Ngoan quá, cháu được 4 tuổi rồi. Cháu có ai dạy cháu bài cúng không? Mà cháu thuộc bài cúng. Có ai dạy không? Con nghe ai đọc mà con thuộc? Tự con học hay sao? Đâu, con đọc bài cúng cho chú Châu Phú với mấy chú mấy cô nghe coi như thế nào. Bài cúng hàng đêm. Rồi, rồi rồi con thuộc như vậy một ngày tối con có cúng lại không? Dạ. Có cúng ngày mấy thời? Con cúng ngày mấy lần vậy? Tối cúng phải không? Phải không? Chưa cúng sáng cúng luôn. Chưa cúng sáng cúng luôn, vậy là 3 thời phải không? Ừ, giỏi quá. Ngoài ra thì cháu còn thuộc cái bài nào khác nữa không? Nghe nói cháu có thuộc bài chú Đại Bi rất là hay của mẹ Quan Âm Bồ Tát đúng không? Đâu, sao cháu có đọc cho Châu Phú nè, Thiện Hòa miền Tây nè, Vũ Hòa Hảo và tất cả cô chú ở đây cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật, tụi con đọc lớn. Mấy quý vị thấy rất tuyệt vời không quý vị? Giọng của cháu chưa được rõ ràng nhưng mà thuộc rất là rõ nha quý vị. Mong quý vị lắng nghe, ủng hộ cho cháu, chào phát tay nha. Quá tuyệt vời. Rồi, rồi con đọc bài chú Đại Bi bằng tiếng Phạn của mẹ Quan Âm Bồ Tát nha. Con chắp tay lại ngay nè. Bye.
bà chú tiếng Phạn nghe quý vị, cho nên nghe chưa được rõ lắm. Rồi, cảm ơn cháu rất nhiều. Và cháu nghe nói cháu có thuộc cái bài là 10 điều khuyến tu của Phật thầy Tây An đúng không? 10 điều khuyến tu nữa. Ôi, 10 điều khuyến tu này hay lắm nghe. Quá tuyệt vời. Hôm nay cháu đến đây là ngôi Tây An cô tự nè. Hồi xưa Đức Phật thầy Tây An cũng chú ở đây nè. Rồi giờ cháu có thuộc bài 10 điều khuyến tu thì cháu cũng đọc cho quý vị cùng nghe nha. Rồi. Rồi mời con. Rồi con đọc 10 điều khuyến tu. 10 điều khuyến tu nha con. Rồi con đọc 10 điều khuyến tu sao? Điều thứ nhất sao? Con đọc. Thứ nhất thầy khuyên anh nhé, lòng trong cơn ngon thả càng nêu, dầu ái nặng nhẹ trăm đều, với sông bỏ lý cao siêu của thầy, nhiều thử thách tan dây con đã, nếu ngã lòng không khó điều tan, việc chi còn ngã trần gian, lao quyển hoặc chó mang ngôi lòng. Nam mô Phật. Điều thứ nhì. Nam mô Đại Chí Bồ Tát Ngũ Quang Tham Bồ Tát. Đọc thêm điều thứ hai đi con. Đọc thêm điều thứ hai đi. Điều thứ hai thầy mong. Thầy mong để khuyên để đệ tử tin bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhũ phê nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dắt nhau đệm to công quả, phải thật thà với cả chung quanh, hẹp thời canh giả chịu đành, như di phẩm dĩ thầy dành cho con. Nam mô A Di Phật, Nam mô Đại Chí Bồ Tát. Ồ, hay quá. Con còn thuộc nữa, điều thứ ba con thuộc không? Điều thứ ba, sao con đọc tiếp coi. Hạnh đức tư bán buôn cơ cờ tạo tăng, tỏ công nuôi lấy đám thân, đừng ham mến chuyện phi ngắn gã lương, dù bạc vàng tay gương chàng tẩu, cuộc trần này chớ đạo can ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thằng nghèo trong sạch thảnh hơi linh hồn. Nam mô là Phật, Nam mô Đại Chí Bồ Tát Ngũ Quang Thâm Bồ Tát. Còn điều thứ tư nữa con, còn điều thứ tư nữa. Đều thấu đạo pháp môn quy luật, thập lục trai cố sức trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây dao cải cũng bỏ ăn tích từ bi thường hằng thể hiện, không sát sanh lòng hiện ra còn, lạc trai đi chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Nam mô A Di Phật, Nam mô Đại Chí Bồ Tát Ngũ Quang Tham Bồ Tát. Điều thứ năm, pháp môn quyết không hằng dặn. Quyết không hằng dặn sao nữa? Điều thứ năm, quyết không hằng dặn, ghét ganh chi cho bằng lòng mình, con xem giảng nguyện thiên kinh, thì nhân quân tử lòng tình vô can, muôn gì xảy bắt đầu sân não, đà nguyên nhân không khổ ly tan, chân chìm cánh pháp đảo tràng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nam mô Phật, Nam mô Đại Chí Bồ Tát Ngũ Quang Tham Bồ Tát. Điều thứ sáu thuộc đúng không? Đọc luôn. Được không? Điều thứ sáu. Lời nào? Thiết tha thầy giảng, ngày hai thời lọc công phu, việc chi giàu quá cần cầu, cũng nhân rồi chút tập tu nguyện cầu, khi rảnh việc đồng sau chợ búa, đem sắm kinh tử của thầy ban, học cho thông thuộc đôi hàng, anh nghe trong lúc thanh nhà băng khoăn. Nam mô A Di Phật, Nam mô Đại Chí Bồ Tát Ngũ Quang Tham Bồ Tát. Quá hay rồi. Vậy là bốn điều còn lại con thuộc không? Thuộc luôn ha. Quá hay rồi.
bé quá giỏi rồi, cho phú thấy điều thứ bảy quyết không biết tăng công quả không hơi mệt phải không. Điều thứ bảy quyết tăng công quả con, an ủi người và cả ôm đau. Tiếp theo nữa con, được cho hết luôn. Điều thứ bảy quyết tăng công quả, quyết tăng công quả, an ủi người và cả ôm đau. Tùy phương tùy duyên có thể giúp nhau, tùy duyên có thể giúp nhau. Lâm cơn, lâm cơn hoạn nạn, hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ha, phước đức đó vẫn còn muôn vẫn thở, còn muôn thở. Tuy vô hình, vô hình đừng ngỡ rằng, đừng ngỡ rằng không. Rồi, được rồi, 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 quá, này. Quá tuyệt vời rồi, rồi. Cháu biết được nhiều đó là cũng vui rồi ha. Quá quý rồi, mới có 4 tuổi nghe quý vị nói chưa rành mà dạ, vậy đó là quá em, tuyệt vời luôn. Em Châu Hú đại diện cho bà con Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền xăng cho em lì xì cho bé được không anh chị? Dạ không. Vậy hả? Không nhận hả? Không, cái này lì xì cho bé bánh kẹo nha. À vậy ha. Ít thôi. Gieo duyên mà. Giỏi quá. Sao sao? Dạ Châu Hú tính lì xì cho bé 500 nhưng mà không nhận thì cho bé ít là gieo duyên với Châu Hú thôi à. Vậy hả? Ba mẹ không chịu. Rồi, rồi. Bây giờ á là cậu chúc con sức khỏe nha, bình an nha. Đọc chú đại bi 10 điều khuyến tu luôn nè. Rồi rồi. Dạ. Rồi, chúc cháu luôn an lạc, vui vẻ, tinh tấn, con gắng cố gắng học đạo, học sấm giảng để lớn lên đọc giảng cho bà con nghe được nhiều phước báo nha. Chúc con mạnh khỏe, vui vẻ, lúc nào cũng ngoan ngoãn và chăm lo học giáo pháp của Phật của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi kế tiếp nữa anh Nghĩa tặng giao duyên cho cháu bé lại một đoạn sấm giảng của đức thầy anh. Dạ, đọc một đoạn sấm giảng ha. Thôi đọc của ngài Thanh Sĩ đi. Hay là còn 4 cái điều mà cháu không thuộc đó, anh đọc mình đi, mình cũng thơ đọc. Có bữa nay nhân ngày lễ của ngài Thanh Sĩ nè. Có cuốn đọc ngài Thanh Sĩ đi. Sĩ đi cho nó rồi thì anh này tặng đi ha. Tây Phương ngủ nguyện cầu bài quy ơi quý kính. Ngày con đọc. Không để đại tí xíu nha, lấy cái bản này đọc. Chào cháu của ông Thanh Sĩ, cháu có thuộc bài nào không? Con thuộc bài quý ơi, bài Tây Phương ngủ nguyện cầu bài quý kính. Ừ, với quý rồi. Hai bài đó hàng ngày ha, mình đọc cũng theo ba mẹ ha. Rồi, làm luôn. Tây Phương ngủ nguyện cầu thuộc, bây giờ đọc luôn đi. Nam mô bài quý đi. Rồi. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật con. Tiếp luôn. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Thương Phật. Nam mô Phật Thương Phật. Nam mô Phật Thương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ơn chúng mình nè. Con nguyện cả thân ăn năn làm lành lắm giữ quy theo mấy ngày đâu thì cả Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Chí Bồ Tát Ngu Quang Tham Bồ Tát Mô A Di Đà Phật. Rành quá, giỏi quá. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Quá hay luôn. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Tổ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Đệ Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Đạo Chúng Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhảy Nguyện Cầu Cửu Hoàng Thất Đạo Lĩnh Đạo Siêu Sanh. Nam Mô Ta Nguyện Cầu Phủ Mẫu Tải Tường Tăng Long Phước Thả Phủ Mẫu Quá Khứ Thực Giảng Tây Phương. Nam Mô
Quá hay, cháu ngoan mà lại thuộc rất là giỏi. Bây giờ là cháu Phú còn yêu cầu gì nữa không? Rồi tiếp tục anh Nghĩa đọc tiếp tục một đoạn để tặng cháu rồi kết thúc chương trình nha anh. Rồi thì Nghĩa sẽ đọc một cái đoạn để tặng cho cháu nghe. Đây là cái bài Tình Thương Chân Thật. Đây là của ngài Thanh Sĩ. Vì hôm nay là ngày lễ, trong cái là ngày lễ dỗ của ngài Thanh Sĩ, cho nên chú Nghĩa sẽ đọc cho cháu nghe cái bài là Tình Thương Chân Thật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nên đem cái tình thương riêng nhỏ hẹp biến thành tình thương rộng khắp muôn dân. Cái tình thương giả dối đổi ra chân, thương người cũng như thương thân mình vậy. Thương để cứu chớ nên thương để hại, thương cao thanh đừng thương lối đê hèn. Đời tối tâm tình thương ấy là đèn, đời đau khổ tình thương trên tất cả. Dạo tình thương xã hội đời thông thả, nghèo tình thương khiến thiên hạ đảo điên. Cái tình thương có sức mạnh vô biên, xoay thời loạn ra thời yên trì được. Cái tình thương chuyển hòa thành ra phước, người hòa vui nhờ có được tình thương. Cái tình thương ấm áp tợ thái dương, tình thương cũng như nước nguồn mát mẻ. Đời như thế đứa hài nhi mới đẻ, cái tình thương như sữa mẹ nuôi thân. Thời đại nào tình thương cũng thiết cần, tình thương mất người ta không tồn tại được. Dân tộc mạnh tình thương không mất, nước tình thương nhau phai lợt khiến thê lương. Thật tình thương đem đặt giữa chiến trường, chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt giữa cơn gây gỗ kia tức khắc trở nên hòa. Thật tình thương đặt trong tánh người ta sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Nếu tình thương trong lòng người để mất, thì người cùng thú vật khác nhau đâu. Đã là người chung sống quả địa cầu, nên mở rộng tình thương nhau chân thật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nghe được không? Con nghe chú Thiên Nghĩa đọc được không? Được không? Con không biết đọc được gì. Dạ, yeah, con không đọc được như chú Thiên Nghĩa ha. Rồi, chú chúc con mạnh khỏe, vui vẻ nghe. Lúc nào cũng ngoan ngoãn. Nhớ cố gắng cúng lại thường xuyên. Rồi học kinh sấm của Đức Thầy. Để đọc cho bà con nghe nha. Dạ, yeah, ngoan quá. Cho chàng phát tay ông bơi.
quá tuyệt vời luôn. Chữ lục tự trì tâm bất nguyện diễn, câu sau con đọc được không? Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì con sao? Đọc được mà. Đọc rồi đâu con đọc dạ. Rồi. Ừ, đọc đi. Chữ lục tự trì tâm bất diễn thì long quay có kẻ cứu mình, long hoàng dự dạng sớm treo xem kinh niệm thật nghĩ nè mỹ nè. Quá quá giỏi luôn. Rồi hằng ngày cháu thường thường ba mẹ cúng có cúng theo ba mẹ đều hết không? Con chỉ cúng một mình thôi. À, con cúng một... mới cúng với lại cha mẹ. À. Khi có thức gì cúng không? Sáng cúng luôn không? Sáng cúng. Chưa sáng chiều. Chưa sáng chiều ba thời. À ba thời. Sáng chiều mình đặng chớ lời thường ai như vậy nhớ lời đừng sai ha. Hai đi ra thọ. Rồi.